Cuối cùng trong phần diễn ngày hôm nay, quý vị nhân dân có thể đi theo các đoàn diễn diễu để chúng ta sẽ cùng diễn diễu khắp thành phố Thái Nguyên vào phía ngoài đảo tròn của thành phố đang có chương trình nghệ thuật văn nghệ rất sôi động. Xin mời quý vị có thể cùng di chuyển vào phía đảo tròn và ở khu vực quảng trường này sẽ có những hoạt động diễn diễu và đèn sẽ quay trở lại đây trong một ít phút nữa. Quý vị có thể cùng lựa chọn các khu vực và xin chúc quý vị các diễn buổi chương trình ngày hôm nay. Vì số lượng người rất đông, quý vị vậy hôm nay mang theo con nhỏ, rất là con nhỏ. Quý vị hãy cùng để ý con em của mình để tránh thất lạc. Xin được cảm ơn cả thể quý vị. Một lần nữa chúng tôi xin được mời quý vị hãy cùng theo những chiếc đèn mô hình sáng tạo của chúng tôi để chúng ta sẽ cùng diễn diễu quanh thành phố Thái Nguyên. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của ngày trung thu rồi, chính vì vậy xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau diễn diễu để tạo nên một ngày không khí trung thu được vui vẻ và ấm áp nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin nhắc lại, chương trình ngày hôm nay rất đông người, chính vì vậy những ai mang theo con nhỏ, quý vị hãy để ý con em của mình và tránh thất lạc. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị. Thank you.
nhỏ này lớn mà nó đi lớp nó bảo là bố tao mày ăn có thể trên đầu nó ăn chết gì đó. Oh, oh, oh.